浮夸的世界，期待重新裂变的力量，反转中溢出这愤怒，足以燃烧崎岖大陆。幸福从来没有预期，感动或伤害只会更坚强，寻寻觅觅直通真相，引领前进方向始终都是你。Nạp thiết ký, phần 3. Tập 4. Khách quan, các chị tới nơi này coi như là đúng chỗ rồi. Cá vũ xương mà bổn tiệm làm là hạng nhất, có 102 ở vũ xương phủ, tuyệt đối hợp khẩu vị, cực kỳ thơm ngon. Đảm bảo các chị ăn xong còn muốn ăn thêm lần nữa. Vậy việc làm ăn của các người sao lại ế ẩm như vậy? Năm nay có hạn đói, làm ăn đâu có dễ dàng. Chứ mà vào mấy năm trước, cá vũ xương của chúng tôi cung không đủ cầu, đến trễ quá muốn ăn cũng không có mà ăn đó. Được rồi, mang hết lên đây. Được. Hạ hậu vệ, cô là người ở đâu? Hà Giang Phủ. Thảo nào, trách không được. Không được làm sao? Trách không được cô lớn lên bộ dạng như con lừa, tính khí như con lừa. Người nói gì? Ăn ít thịt lừa đi. Ca. Thịnh Nhi, sao nàng lại không ăn? Lúc thiếp vừa bước vào cửa, nhìn thấy những nạn dân đó, thiếp thật sự nuốt không trôi. Muội cũng không muốn ăn nữa, muội cũng nuốt không trôi. Trưởng quầy, khách quan, ngài có gì phân phó? Mang hết tất cả chỗ gạo ở đây của các ngươi, nấu một nồi cháo lớn rồi phân phát cho nạn nhân ở bên ngoài đi. Tiền ta sẽ trả. Được, ngài trả tiền thì được. Dương Thu Trì đã tới Vũ Xương Phủ, nhưng mà bên cạnh hắn còn có cao thủ đại nội làm hộ vệ, thật sự rất khó để ra tay. Hơn nữa còn có Liễu Nhược Băng, hành tung xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào lại xông ra bảo vệ Dương Thu Trì. Các ngươi phải theo dõi Dương Thu Trì sát sao, tuyệt đối không để hắn phá hoại kế hoạch của chúng ta. Cứ mặc kệ ả Liễu Nhược Băng, ắt sẽ có người đối phó ả ta. Cầm chắc vào. Đa tạ. Mã đại nhân, ngài là Tống Kỳ Cẩm Bi Vệ, bổng lộc sung túc, lần này tại sao không bỏ chút tiền tiếp tế cho bọn họ? Đúng là việc nên làm. Nên làm. Lần này tới lượt ta rồi. Cô nhìn xem, hôm nay ra ngoài hơi gấp, hình như không mang ngân lượng rồi. Phải vậy không? Không có thật mà.
Vậy đây là gì? Hóa ra là ở đây. Cái đó thì Hạ Hổ Vệ. Hạ Hổ Vệ, Quynh đệ, mà mang chỗ ngân lượng này đi phân phát. Được. Đó là bổng lộc nửa năm của ta đó. Chuyện nhỏ. Chạy nửa năm sau tăng trực của cô. Xếp hàng vào, mau xếp hàng. Chị đại thúc này cho ông trước. Đa tạ. Dương Thu Trì, nạp mạng. Trên kia. Ai vậy? Ca, huynh không sao chứ? Hiền đệ, chuyện gì vậy? Ta không sao. Có thích khách sao? Đội trưởng. Cô nói xem, thích khách này là ai đây? Chắc chắn là Kiến Văn Dư Đảng. Lần trước ám sát không thành, vẫn không từ bỏ giả tâm. Kiến Văn Dư Đảng, làm sao bọn chúng biết chúng ta đã tới đây? Xem ra chúng sớm đã biết tin rồi. Lần đi Miêu Cương này đúng là phúc không phải họa. Cô cái đồ mất nết này. Lần này ám sát Dương Thu Trị không thành là sơ suất của bần đạo. Đạo trưởng không cần phải như vậy. Lần này không thành còn có lần sau. Cơ hội của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Ta thấy Dương Thu Trị cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tình hình nạn dân như thế nào rồi? Nạn dân đã lũ lượt kéo về Vũ Xương rồi. Vậy thì tốt. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Vậy làm đại sự trước. Còn Dương Thu Trì thì sao? Theo dõi chặt chẽ. Đợi khi có cơ hội thì trừ khử. Mỗi ngày được cùng thầy Dương học tiếng Anh, đi ra thế giới sẽ không sợ nữa. Bạn là cái gì? Chính là bạn. Ca, nạn dân đều đi tới Nha Môn Tri Phủ rồi. Tại sao lại tới đó? Bọn họ nói Nha Môn Tri Phủ đang phát lương thực. Phát lương thực? Lúc nào vậy? Giờ thân hôm nay. Nhưng sao Đàm Tri Phủ không hề nhắc tới? Đúng vậy. Đàm Tri Phủ phát chẩn cứu tế thì phát ngay chứ. Tại sao hôm chúng ta đi tìm ông ta, ông ta lại nói mấy lời qua loa lấy lệ như vậy? Đội trưởng, ta đột nhiên có một nghi vấn. Nói nghe thử, tại sao lương khố của bố chính sứ trước vẫn còn, vậy mà lại đột nhiên bốc hơi? Sao nhà Mễ viên ngoại lại cất giữ những lương thực như vậy, còn cố ý đẩy giá lên cao? Ta hoài nghi. Huynh nghi ngờ đám quan lại và thương nhân thông đồng với nhau có phải không? Đội trưởng, huynh cũng nghĩ tới rồi. Dân Nhi, mau đi gọi Mã đại ca, chúng ta đi. Dân. Xin chào, tao muốn hỏi một chút. Chỗ này chỉ có mình ngươi trông coi à? Khốn kiếp. Này, cho ngươi. Kho lương trước khi bị thiêu hủy là ở đây, luôn được canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng mà bây giờ tất cả đều bị cháy thành tro cả rồi. Cũng không cần phải canh gác nữa. Vậy việc cháy kho lương ngươi có biết không? Đương nhiên là biết rồi. Lúc đó ta còn đang ở phòng trực ban. Buổi tối hôm đó ta ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người hô lên: cháy rồi, cháy rồi. Ta chạy ra ngoài liền nhìn thấy cái xà ngang mái nhà kho bị lửa lớn thiêu hỏng rồi. Ngọn lửa bốc lên cao dữ dội, dọa người lắm đó. Mái nhà bị lửa thiêu rụi rồi. Đúng vậy, lúc bắt đầu mái nhà kho xuất hiện khói đen dày đặc, sau đó thì lửa liền bốc lên, ngọn lửa càng ngày càng lớn. Toàn bộ kho lương đều bị đốt hết cả rồi.
Đêm hôm đó, bầu trời rực đỏ cả một mảng. Lửa cháy bắt đầu từ đêm khuya hôm trước, cháy liền sáng tới ngày thứ hai. Trời ơi, từ bé đến giờ, ta chưa từng thấy đám cháy nào to như vậy. Nhiều lương thực như vậy đều được xếp cạnh nhau sao? Đúng vậy, đống nọ xếp cạnh đống kia, tổng cộng cũng mười mấy chồng. Bên trong mỗi bao đều đầy ắp lương thực mà triều đình phát xuống. Thật đáng tiếc, một trận lửa lớn khiến mọi thứ mất sạch. Lương thực nhiều như vậy, nếu như phát cho bách tính thì có thể cứu được rất nhiều nạn dân rồi. Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Lúc đám cháy đó bùng lên, người có thấy gió không? Có, gió rất lớn nữa. Gió như thế nào? Cơn gió thổi qua chỗ này là gió từ phương Bắc, vì ngọn lửa đều hướng về phương Nam. Gió phương Bắc sao? Được, chúng ta vào trong xem thử. Mời. Ta hỏi ngươi, lửa bốc lên sớm nhất ở căn phòng nào? Chính là từ mái nhà của kho lương này bị lửa thiêu rụi. Bên cạnh còn có mái nhà của một kho lương khác cũng bị lửa thiêu rụi gần như cùng lúc. Để ta tự mình xem qua một chút. Cứ về đi. Được, dẫn ngài xem đi. Ca, có phát hiện gì không? Chỗ này không phải đám cháy bình thường, mà có lẽ là có người cố tình phóng hỏa. Hơn nữa, chỗ này chính là nơi ngọn lửa đã bắt đầu. Nhiều miếng gỗ bị cháy đen sạm như vậy, làm sao biết được lửa bốc lên từ đây? Ca, có điểm gì khác lạ sao? Chúng ta tới kho lương bên cạnh nhìn xem, lấy phần than gỗ cháy đen đem so với chỗ này là biết ngay thôi. Đi xem thử. Hay quá. Tiểu thư, tôi mấy ngày nay chưa được ăn cơm rồi, cho tôi chút tiền đi, cho ngươi. Đa tạ, đa tạ. Cảm ơn làm phước. Cho ta chút tiền đi. Cho ta chút tiền đi. Cho ta một ít. Hết rồi. Đưa cho cả bọn họ rồi. Làm gì vậy? Thật sự là hết rồi. Cho ta chút tiền đi. Chủ tiệm, cô gái vừa nãy ở đây đâu rồi? Ở bên kia. Tình cô nương. Tình cô nương. Dân Nhi, muội phát hiện ra điều khác lạ chưa? Ca, muội phát hiện ra rồi. Khúc gỗ này vết cháy nhạt màu hơn, còn khúc này lại đậm hơn. Thông minh lắm. Nói rõ hơn thì đây chính là khúc gỗ còn lại của ngọn lửa. Xung quanh nơi phát lửa, ngọn lửa thường khá nhỏ, dấu tích của than củi thường nhạt, cho nên các vết nứt khá mảnh, lại nhạt màu hơn. Còn khúc kia thì hoàn toàn khác, vừa nhìn là biết ngay gặp đám cháy to. Nó mới cháy thành như vậy, đen thui rõ ràng luôn. Mặt trên vừa thô ráp lại cháy đen. Ca, ý của huynh là khúc gỗ trong tay huynh chính là khúc gỗ phóng hỏa ban đầu. Không sai. Hơn nữa hôm đó còn là gió hướng bắc thổi. Đáng lẽ gió phải từ bên kia sang bên này. Điều đó có nghĩa là ngọn lửa bên đó khá nhỏ, còn lửa bên này thì lại cháy rất to. Cho nên rất rõ ràng đây chính là tàn than của nguồn lửa. Qua đó xem thử. Bỏ ta ra. Bỏ ra. Đứng lại. Hạ binh, cần tặc mau thả người. Mọi người nhìn này, chỗ này còn có hổ dụng gỗ chưa cháy hết, có lẽ là chứng cứ phóng hỏa còn sót lại. Đây là gỗ tùng, bên trên vẫn còn dầu. Thông thường khi thổi lửa nấu cơm, dùng nó nhóm lửa là tốt nhất. Đây là kho lương quan trọng, được canh phòng nghiêm ngặt tránh xa nguồn lửa. Sao lại có thứ này? Xem ra là có người cố tình phóng hỏa. Có lẽ là như vậy. Nếu không, không thể có hai chỗ cùng phát hỏa được. Hai chỗ sao?
Đúng vậy. Theo như lời tên canh gác nói, lúc hắn ta tới, đã thấy mái nhà kho này bị lửa thiêu rụi rồi. Mái nhà bên cạnh kho lương cũng bị cháy hỏng. Thử nghĩ xem, hai kho lương này cách nhau xa như vậy. Nếu bảo kho lương đầu tiên cháy, khiến kho lương thứ hai bắt lửa theo, thì căn bản là không thể. Hai kho lương này bên trên đều lợp ngói, cũng không dễ bắt lửa như vậy. Thế có nghĩa là hắn không thể nhìn thấy lửa cháy từ bên dưới bốc lên. Hơn nữa là còn cùng lúc phát quả. Điều đó chứng tỏ là kho lương này bị cháy, không phải do bị bắt lửa từ bên kia, mà tự nó là một mồi lửa. Đúng vậy, hiện trường một đám cháy mà lại có hai nơi phát lửa. Điều đó chứng tỏ chắc chắn có người đã phóng quả chỗ này. Rốt cuộc là ai mà lại dám to gan như vậy, tùy ý phá hoại, phóng quả đốt kho lương? Không biết nữa. Chuyện này rất kỳ lạ, cứ trở về khách điếm trước rồi nói tiếp. Ngươi là ai? Buông cô ta ra. Tránh ra, nếu không ta giết cô ta. Ngươi không được qua đây. Không được cử động. Ngươi giết cô ta hay không chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết rằng ta phải giết ngươi. Tình cô nương. Tình cô nương, cô không sao chứ? Thúc thúc, Tình Nhi đâu rồi? Ra ngoài cũng hơn một canh giờ rồi. Có Hạ Hậu dậy bên cạnh chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bên ngoài giờ loạn như vậy, thúc mà phái người đi tìm nàng ấy. Được rồi, ta đi ngay bây giờ. Tình Nhi, tướng công, nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Hạ Bình không làm hết chức trách, chúng ta đã bị uy hiếp. May mắn có một người giấu mặt ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể thoát được. Nhưng không biết người này là ai. Xem ra chúng ta đã bị người ta theo dõi rồi. Lúc nào cũng có thể ra tay với chúng ta. Kiến Văn, trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận. Đội trưởng, chuyện việc lương khố bị phóng quả thì làm sao? Bây giờ vẫn chưa có manh mối. Nhưng hiện tại chuyện mà ta quan tâm nhất là việc phát lương thực. Củi được dùng nhiều nhất ở xưởng than. Ta muốn ra xưởng than ngoài thành nghe ngóng, thuận tiện điều tra chút manh mối về việc phóng quả. Việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là phóng quả. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm và hỗn loạn, mọi người nhất định phải cẩn thận. Nhiều lương thực như vậy mà bị phá hủy trong chốc lát, biết bao sinh linh đồ thán chân chúng làm than. Chút nguy hiểm này có đáng là gì? Quynh thật sự có làm được không? Yên tâm đi, ta sẽ làm theo những gì Quynh đã dạy. Cải trang điều tra, chị không thể chậm trễ, ta đi luôn đây. Quá ra Long Tử Tư cũng có lúc là nam tử hán như vậy. Một đám ngu ngốc. Các người cứ thế mà dám hiên ngang xông vào lương khố, nhất định có mưu đồ bất chính. Ta phụng mệnh tri phủ đại nhân bắt các người về quy án. Bỏ xuống. Ta đi cùng các người là được chứ gì? Ca Quynh nói gì vậy? Bọn chúng đến thật đúng lúc. Quynh cũng đang muốn đến gặp Đàm tri phủ. Các ngươi tự ý lẻn vào lương khố rốt cuộc là muốn làm gì? Tri phủ đại nhân xin thứ tội, chúng tôi chỉ là thuận tiện ghé qua xem một chút. Lão đầu, ông hốt hoảng làm gì vậy? Sợ chúng tôi biết được điều gì sao? Ta sớm biết các ngươi đã có mưu đồ bất chính rồi. Nói gì mà đến nhậm chức, rõ ràng là có mục đích khác. Người đâu, mang bọn chúng nhốt vào đại lao đợi xử trí. Đợi một chút, đúng lúc để cho các ngươi xem một thứ rồi. Hạ quan có mắt như mù, mong đặc sứ đại nhân tha tội. Đặc sứ đại nhân tha tội, xin hãy tha tội. Đại nhân tha tội. Đại nội đặc sứ. Ai vậy? Cháu gái à? Cháu không biết Dương ca ca của cháu là đại nội đặc sứ sao? Nghe nói được phát lương thực rồi. Đúng vậy, được phát rồi. Bao giờ mới phát đây? Chính là đây. Thu Trì ca ca, quá ra Quynh chính là đại nội đặc sứ. Sao nào, không giống sao? Tướng công, chàng làm quan lớn quá. Đứng lên đi,
Không biết không có tội. Tạ đại nhân, Tống tri huyện, người cũng không ngẫm lại xem. Ta đường đường là thiên hộ cảm hy vệ thống lĩnh ngàn người, làm gì phải ngày ngày theo sát các ngươi chứ? Con rể à? À không, Dương đại nhân, hạ quan cái gì cũng không biết, có mắt không tròng. Mau đứng dậy, đứng dậy. Người một nhà không cần xa lạ như vậy. Báo. Đại nhân, phía trước nha môn tri phủ, nạn dân đã phủ kín rồi. Họ nói vậy nha môn phát lương thực. Ai nói sẽ phát lương thực? Giờ thân đã qua rồi, các người sao vẫn chưa phát lương thực? Nhanh phát lương thực đi. Đúng vậy, bọn họ đang lừa chúng ta đó. Đồ lừa đảo, lừa đảo. Mà phát lương thực đi. Lừa đảo. Lão đầu, chẳng phải các người nói giờ thân hôm nay sẽ phát lương thực sao? Đã quá giờ rồi sao vẫn chưa phát? Không hề có chuyện đó. Nhưng tất cả nạn dân đều biết bây giờ phát lương thực, người lại bảo là không biết. Hạ quan thật sự không biết. Xem ra có người cố tình phát tin đồn. Dù sao đi nữa, việc trước mắt là mở kho lương phát lương thực để ổn định tình hình. Việc này, ngươi đừng nói với ta là chỗ này không có lương thực đó. Lương thực của bố chánh sử đều bị đốt hết rồi. Và chỗ lương thực mà triều đình ban xuống đâu? Chỗ lương thực đó ở kho lương phía nam. Kho lương phía nam. Vậy sao ngươi không sớm phát? Vẫn chưa phân chia xong. Phát lương thực, phát lương thực. Mau phát đi. Cho các người biết, nếu không mà phát lương thực, các người không xong với ta đâu. Làm gì vậy? Mau lùi về phía sau. Lùi ra. Đứng lại. Lùi về sau. Mau lùi lại. Không xong rồi, không xong rồi. Báo, không xong rồi đại nhân. Không thể khống chế được nạn dân nữa rồi. Họ xong tới đây rồi.